Ngoài căn hộ 1 phòng ngủ thì ở Beastie Khuê Mỹ Đông 3 sẽ có căn hộ 2 giường ngủ dành cho các anh chị mà mình muốn ở nhóm 3 người hoặc là gia đình nhỏ đấy ạ. Căn hộ 2 giường rất là rộng. Và Vân Anh bật mí cho mọi người một chút, đó là cái chất liệu nội thất ở trong căn hộ ở Beastie Khuê Mỹ Đông 3 cũng được trau chuốt rất là tốt, bởi vì gỗ tất cả đều bằng gỗ hương cao cấp ạ. Nên là khi mà bước vào căn hộ thì chúng ta sẽ không thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, mà cái mùi gỗ rất là thơm. Khi mà các anh chị để quần áo ở trong tủ này, mùi tủ rất là thơm luôn, dù rất là mới á. Khi mà các anh chị chuyển đến ấy thì căn hộ sẽ được các bạn set up đầy đủ cho chăn ga gối ạ. Gửi tới các anh chị thông tin cũng như là mức giá ưu đãi nhất về tòa căn hộ Beastie Khuê Mỹ Đông 3 nhé. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe và theo dõi video này. Các thông tin về các tòa căn hộ sẽ được Beastie luôn cập nhật trên trang fanpage Beastie và Beastleasing. Các anh chị hãy like, share, subscribe để nắm được thêm thông tin chi tiết nhé.